Đầu tiên đó là cốc độ mặt. Dạ. Ở đây thì mình sẽ đi hơi ngược một chút, lý do vì sao thì đấy là cái việc của mình thôi. Dạ. Thì các bạn lưu ý này, đầu tiên chúng ta sẽ đi nghiên cứu cấp độ về polygon. Polygon có nghĩa là mặt. Các bạn ấn phím số 4, chúng ta sẽ chọn được chế độ polygon. Ở chế độ polygon này tức là chúng ta chọn mặt để hiệu chỉnh, chọn các bề mặt này đấy, để hiệu chỉnh ra được những cái hình mà chúng ta muốn. Thế thì ứng với mỗi một cái cấp độ con của A poly ở đây, đây các bạn thì nó lại có rất nhiều bảng. Mỗi một cấp độ này nó lại có phần này bảng, có thể ít hơn hoặc có thể nhiều hơn. Và cái nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ phải đi nghiên cứu các cấp độ con này. Và ở phần poly cơ bản, chúng ta sẽ nghiên cứu ba bảng đầu tiên của tất cả các cấp độ con này. Ba bảng đầu tiên là ba bảng quan trọng nhất. Và cái tab, cái thẻ selection này là cái thẻ điều khiển cái việc chọn đối tượng. Các bạn có thể nhìn thấy trong giáo trình trang số 19. Tab selection điều khiển việc chọn đối tượng. Những cái gì liên quan đến việc chọn đối tượng các bạn hãy vào trong này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một số mục nhé. Ví dụ như là cái by vertex. By vertex thì cơ bản thì cũng ít dùng thôi. Nhưng mà nếu như mà ai đó tích nhầm vào đây thì cái việc chọn mặt nó sẽ rất là khó khăn và tưởng là lỗi. By vertex tức là chọn mặt về điểm. Nếu như bình thường các bạn chọn mặt là các bạn tích trực tiếp vào bề mặt như này để chọn, đúng không? Thì nếu như các bạn tích vào mục by vertex thì bây giờ cái nhiệm vụ của bạn là phải chọn một điểm nào đó. Và khi các bạn chọn một điểm nào đó thì những cái mặt chứa cái điểm mà các bạn chọn ấy nó sẽ được chọn lên, đúng không? Thế nhưng mà cái việc này thì cũng có dùng nhưng ít lắm. Chủ yếu là khi mà các bạn lỡ tay tích vào đây rồi, bạn nào không biết cái mục này là gì ấy, thì việc chọn đối tượng sẽ không còn được như bình thường nữa và không chọn được mặt nữa, tưởng nó bị lỗi, đúng không? Chúng ta cũng bỏ kiểm đi. Mục thứ hai đó là ignore backfacing, bỏ qua phần sau của đối tượng. Ví dụ mình vẽ ra một cái cô bóc, xong mình tăng lên, converse fully. Bình thường chúng ta về cùng top nhé. Mình tích vào cái chế độ này để nó chỉ chọn thôi, không di chuyển. Xong tích ở đây để những cái vùng chọn nó phải bao quanh đối tượng thì đối tượng mới được chọn. Mình bao quanh những mặt mình muốn chọn này. À, quên, mình chưa ấn mặt, ấn 4 chọn mặt này, quanh vùng. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy này, khi mình khoanh như thế ở cổng top thì những đối tượng ở phần phía trên, những bề mặt ở phần phía trên cũng được chọn và những bề mặt ở phần phía dưới cũng được chọn, bởi vì những bề mặt phía dưới nó cũng nằm trong vùng chọn mà, đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ tích kiểm vào ignore backfacing. Rồi, bỏ qua mặt sau, bây giờ mình lại về cổng top và chọn lại như vậy nữa. Rồi. Và bây giờ các bạn sẽ thấy là chỉ mặt trên được chọn thôi, mặt dưới nó sẽ bỏ qua không chọn nữa. Đấy ạ. Tức là khi nào mà các bạn ứng dụng cái phần này thì các bạn sẽ rõ hơn. Nhiều khi mình chỉ muốn làm mặt trên thôi chứ mình không muốn chọn mặt dưới, được chưa? Chọn nhầm vào mặt dưới và hiệu chỉnh nó sẽ gây ra lỗi hoặc một phức tạp vấn đề hơn. Tiếp theo, chúng ta có hai cái mục là swing và grow, là thu nhỏ vùng chọn và grow là mở rộng vùng chọn. Ví dụ mình đang chọn một cái vùng như này. Rồi, bây giờ mình tích vào swing thì vùng nhỏ, vùng chọn nó sẽ được thu nhỏ lại đến khi nào mà nó hết thì thôi. Được chưa? Hoặc là mình đang tích chọn một mặt mà mình tích grow, mình tích cái nó lại tăng lên, cái diện vùng chọn nó sẽ được tăng lên. Cái này để giúp thu nhỏ và mở rộng vùng chọn nó nhanh thôi, chứ còn nó không quá chính xác, được chưa? Và khó tùy chỉnh theo ý mình. Các bạn lưu ý đây nhé, ở đây mình đang string là thu nhỏ vùng chọn, mà nếu như các bạn lại đi chọn hết thế này, đương nhiên bây giờ các bạn ấn string thì nó sẽ không có cái biểu hiện gì cả, bởi vì là nó sẽ không biết là bắt đầu thu nhỏ từ đâu. Đúng rồi. Giả sử như bây giờ mình bỏ chọn một mặt này đi, rồi bây giờ mình switch vào string thì lúc ấy nó mới hiểu là thu nhỏ vùng chọn từ cái vùng hở đó. Đúng không? Tương tự như vậy, nếu như các bạn không chọn vùng chọn nào, không chọn mặt nào mà các bạn tích vào grow thì việc này cũng không có ý nghĩa gì, tại vì nó cũng không biết mở rộng từ đâu. Ít nhất các bạn phải cho nó một cái đích rồi tích grow nó mới mở rộng ra được. Được chưa? Rồi, ok. Ở dưới nó sẽ cho phép chúng ta biết được là bao nhiêu mặt đang được chọn. Ví dụ khi bạn khoanh một vùng như này, nó có một số lượng mặt đó đang chọn và ở đây nó báo là 121 mặt đang chọn. Chúng ta vẫn đang ở trong tab section nhé. Nhưng mà lưu ý nhé, nhiều bạn lại về mặt tiếng Anh, ngữ pháp nó hơi bị hỏng, cho nên là khi chọn một mặt này lại thấy nó hiện lên thế này. Polygon 58 select lại dịch là 58 mặt được chọn, không phải nhé. Ở đây thì chúng ta phải dịch là cái mặt số 58 đã được chọn. Về sau mọi người sẽ thấy là các cái bề mặt này, mỗi cái mặt này nó sẽ có một cái số tương ứng, giống như là chứng minh thư nhân dân ấy. Thì ở đây nó đang báo là mặt số 58 được chọn,
chứ không phải 58 mặt đang chọn. Nếu mà số 58 về đằng trước này thì mình biến dịch 58 mặt đang chọn. Như vậy là chúng ta đã xong cái tab đầu tiên, tab session. Tab session này là hiệu chỉnh cái việc chọn đối tượng thôi, tab này không quá phức tạp, khá là đơn giản. Chúng ta sẽ sang tab thứ hai. Tab thứ hai là tab shop section, chế độ chọn mềm. Chế độ chọn mềm đây có nghĩa là gì? Mình sẽ làm một ví dụ. Mình vẽ dòng tấm lên. Mình tăng sẵn lên 100 mặt. Mình convert xong poly. Mình tăng sẵn lên rồi nhá. Ấn 4, chọn mặt, mình chọn mặt này. Nếu như bình thường mình chọn một mặt này và mình kéo lên thì các bạn sẽ thấy là chỉ có duy nhất cái mặt đấy được kéo lên thôi. Được không nhỉ? Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là cái kết quả như thế này. Nhưng nếu như chúng ta vào cái tab shop section là cái tab vùng chọn mềm này, chế độ chọn mềm này, thì chúng ta sẽ thấy này, nó có cái mục user shop section, mình kích vào đấy là kích hoạt chế độ chọn mềm. Thì kích hoạt chế độ chọn mềm thì nó sẽ được kết quả như thế nào, quản lý nhé, mình kích vào đây và các bạn sẽ thấy là có một cái vòng tròn màu bao quanh này, đúng không? Và bây giờ mình kéo lên. Ok, lúc này không phải là chỉ một mình cái mặt mà mình chọn ở giữa này được chọn, được kéo lên nữa, mà những đối tượng xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi cái lệnh này. Được chưa? Bây giờ cái này thì nó có ứng dụng như thế nào? Trước khi đi vào ứng dụng, chúng ta sẽ tìm hiểu các thông số đã. Đầu tiên, khi các bạn tích vào cái user shop section là kích hoạt chế độ chọn mềm thì những mục này nó hiện ra nhé. For tức là bán kính ảnh hưởng, tức là khoảng suy giảm. Đấy, cái này thì dễ hiểu rồi. Các bạn có thể tăng này, giảm này. Các bạn càng tăng lên thì những đối tượng xung quanh nó càng bị ảnh hưởng nhiều. Đúng không? Cái diện ảnh hưởng nó càng rộng. Tiếp theo, ping là khoảng thay đổi của đỉnh và bút là khoảng thay đổi của đáy. Mặc định hai thông số này đều là 0,0. Ý của nó ở đây, con số này tức là cái khoảng thay đổi so với vị trí ban đầu. Đấy nhỉ? Nhưng luôn luôn này, ping này, nó là cái đỉnh ở phía trên và bút là hai cái đỉnh ở phía đáy này. Được chưa? Đó. Xin lỗi mình vẽ cái mà hơi nhạy cảm. Bộ anh. Ở đây này, mặc định thì hai thông số này đều là 0,0 thì cái đồ thị nó như này. Các bạn để ý nhé, đây là đồ thị mặt cắt của đối tượng sau khi áp dụng cái lệnh này. Bây giờ mình thử nhé, các bạn kéo lên. Thì các bạn nhìn thấy đây chính là cái đồ thị của đối tượng. Đúng chưa? Đấy. Nếu như bây giờ mình đẩy ping lên, đẩy ping cao lên. Khi đẩy ping cao lên tức là đẩy cao độ của phần đỉnh cao lên thì mình sẽ được cái đỉnh nhọn như này. Hai đáy vẫn giữ nguyên, thì bây giờ mình kéo lên. Chúng ta sẽ được cái hình như này. Và các bạn đã thấy này, đây nó có trùng khớp cái đồ thị mặt cắt của đối tượng không? Đây, khớp đồ thị này. Đấy nhỉ? Rồi, bây giờ nếu mà ping cao lên rồi đỉnh lại võng xuống, búp lơ lại võng xuống, tức là cái điểm đáy võng xuống ấy. Chúng ta sẽ được cái đồ thị như vậy. Thì hình nó sẽ như thế này. Đúng chưa? Đây chính là đồ thị mặt cắt đối tượng. Được chưa? Bây giờ nếu như trong trường hợp mà cả ping và cả búp lơ, tức là cả đỉnh và đáy nó đều cao lên, thì đồ thị của nó sẽ là ngòn như thế này. Cái đỉnh đây và hai điểm đáy đây, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ thử xem nhé, kéo lại. Rồi mình kéo lên. Ok, các bạn sẽ thấy cái đồ thị của đối tượng này, mặt cắt đối tượng này. Đấy, nhìn là cổng bối cảnh sẽ như thế này, được chưa? Rồi mô hình lỗ hổng thời gian nhìn rất hoành tráng. Thì lúc mới học các bạn không cần phải quá là hiểu cái này lắm. Đấy là, bởi vì lúc mới đầu thì có thể là thấy nó hơi bỡ ngỡ một tí, nhưng mà rồi khi mà làm và ứng dụng thì mình sẽ quen thôi. Ứng dụng của cái này có thể dùng khá nhiều việc, ví dụ như dựng máy chùa. Đấy. Đấy, ví dụ như cái chùa này thì đến buổi tới hướng dẫn thực hành mình sẽ hướng dẫn sau. Đấy là bảng shop section, chế độ chọn mềm. Ok, chúng ta qua cái bảng này đến cái bảng thứ ba. Bảng này mới là bảng quan trọng nhất. Cái bảng này nó là cái bảng edit polygon, tức là bảng chỉnh sửa mặt. Tất cả những lệnh mà trực tiếp để chỉnh sửa mặt nó sẽ nằm trong này. Đây, các bạn nhìn không? Bảng edit polygon. Đây là những cái lệnh dùng để hiệu chỉnh mặt. Và những cái lệnh này có quan trọng đến mức mà để cho dùng nhanh ấy, người ta tích hợp luôn chuột phải trong này. Các bạn nhìn không? Tích hợp luôn chuột phải. Thế về sau khi mà mình hướng dẫn thì có thể là mình nói cái lệnh nó ở đây, nhưng các bạn vẫn có thể tích chuột phải để dùng cho nhanh nhé. Ở đây thì có một số bạn bảo là tại sao trong máy của em Poly nó lại không có Edit Polygon. Có hai trường hợp
mà nó không hiện ra cái bảng này. Thứ nhất, các bạn không chọn chế độ mặt. Các bạn không chọn chế độ mặt mà chọn một chế độ khác, hoặc là không chọn cấp độ nào cả, thì đương nhiên ở đây nó không thể có cái bảng Edit Polygon được, bởi vì bảng đấy là bảng chỉnh sửa mặt, được chưa? Hãy chọn Edit Polygon trước, rồi sau đó bảng lệnh Edit Polygon sẽ hiện ra, được chưa? Đấy là cái lưu ý thứ nhất. Hoặc là cái lưu ý thứ hai, đó là trình tự những cái bảng này nó bị thay đổi. Ví dụ các bạn có thể cầm cái bảng này bạn kéo xuống dưới chẳng hạn, thì bây giờ cái bảng Edit Polygon nó lại nằm dưới cùng cơ, cho nên lưu ý về trình tự một chút nhá. Đấy, mặc định thì nó nằm ở vị trí số 3, rồi mình kéo lại số 3 thì không thấy gì. Ok chưa? Đấy là lưu ý để nếu như mà giả sử không tìm thấy thì các bạn sẽ hiểu vấn đề nhé. Các lệnh trong đấy bao gồm những cái gì đây? Đầu tiên mình có ghi một loạt ở đây rồi, nhưng mà đương nhiên mình sẽ làm trình tự từng cái một chứ. Thứ nhất, insert vertex. Insert vertex tức là chèn điểm, nếu mà bạn nào biết tiếng Anh rồi thì những cái này nó rất là tiện. Insert vertex là chèn điểm lên mặt. Các bạn có thể tích vào insert vertex rồi tích vào polygon để thêm điểm. Mình làm thử. Đây, mình chọn những tận này dễ nhìn nhé. Ấn 4 chọn mặt này. Vào đi polygon, tích insert vertex này. Được chưa? Hoặc các bạn không tích insert vertex ở đây, các bạn tích phải. Thì trong chuột phải cũng có insert vertex. Được chưa? Các bạn chọn insert vertex này, xong rồi tích vào bề mặt này. Lập tức một cái điểm mới nó sẽ được thêm vào. Đấy. Và các bạn sẽ thấy là khi mà một cái điểm mới được thêm vào một bề mặt bất kỳ, nó sẽ tự động tạo liên kết cạnh giữa cái điểm đấy với những điểm xung quanh. Được chưa? Thì đây là nguyên lý tạo hình của 3D. Các bạn đừng hỏi tại sao cả, được chưa? Bởi vì hỏi cái đấy mình cũng không trả lời được nhé. Thì ví dụ khi mà mình thêm điểm vào rồi thì nó có những cái điểm này, các bạn phải kéo đi, các bạn điểm kéo đi, được chưa? Thì đấy là chế độ insert vertex. Chúng ta sẽ học lý thuyết một lần, được chưa? Rồi sau đó vào phần ứng dụng mình giải thích cụ thể được. Cho nên đừng quá thắc mắc ở đây là thêm điểm để làm gì, được chưa? Nó sẽ hơi bị làm cho mọi người phân tán cái lý thuyết ban đầu. Tiếp theo, extrude là nâng cái chiều cao cho mặt. Đây, mình ghi ở trên này. Extrude là nâng chiều cao cho mặt. Chúng ta sẽ có hai cách làm như sau. Đầu tiên, các bạn chọn mặt nha, có thể là tích vào extrude đây, xong rồi kéo lên. Được chưa? Tích đây kéo lên. Vẫn đang dùng lệnh extrude đấy, kéo lên. Được chưa? Hoặc kéo lên thì là nó lồi lên, còn kéo xuống nó sẽ âm xuống. Đây là một cái lệnh rất hay. Và các bạn sẽ phát hiện ra là cái lệnh này nó sẽ nâng cái bề mặt này theo phương pháp tuyến của mặt, được chưa? Phương pháp tuyến tức là phương vuông góc. Bởi vì nếu như bây giờ cái mặt mình nó bị nghiêng như này, được chưa? Thì bây giờ extrude nó cũng theo cái phương vuông góc của cái mặt này. Ok, đây là một cái lệnh rất hay. Nếu như các bạn tích vào extrude xong rồi kéo trực tiếp như thế này thì ưu điểm nó là nhanh, được chưa? Nhưng nhược điểm của nó là không biết là mình nâng lên một khoảng là bao nhiêu rồi. Thì nếu như bây giờ muốn biết là nó sẽ nâng lên một khoảng bao nhiêu, chúng ta sẽ tích vào ô setting của lệnh extrude ở đây, được chưa? Hoặc là tích chuột phải, nó cũng có ô setting của extrude thôi. Đây, các bạn nhìn cái ô này đúng không? Đấy, tích vào đấy, nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Ở đây mình lưu ý luôn, đó là với cái Mac từ 2012 trở đi, nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Các bạn tích vào ô setting, nó hiện ra cái bảng như thế này. Đây là giao diện CADD. Được chưa? Cái giao diện CADD này nó xuất hiện từ Mac 2012. Và thực ra thì bản thân mình thì mình không thích dùng cái giao diện này lắm. Tương đối là khó nhìn và khó làm, không trực quan. Và mình dạy thì không bao giờ mình dạy cái bảng giao diện này, bởi vì dạy cái bảng này thì học viên rất khó hiểu. Từ những phiên bản Mac 9 này thì nó sẽ dùng những cái giao diện cơ bản như này. Giao diện cơ bản nó rất trực quan, dễ dùng. Thế thì có lẽ như là 3D Max nó đã nhận biết được cái điều này của người sử dụng, thì cho nên là nó đã có một chút thay đổi. Ví dụ như là từ 2012, 2013 thì mặc định nó là giao diện CADD. Với cái giao diện kiểu này rất là khó nhìn, khó chỉnh sửa. Thế thì bắt đầu từ 2014 nó cho phép người dùng tùy biến cái giao diện này, có thể là không dùng giao diện này nữa mà về lại giao diện cơ bản như Max 2.9. Thì các bạn muốn về cái giao diện Max 2.9 nhé, thì các bạn vào Customize, chọn Preference. Thì nó hiện luôn ở trong cái tab General là hiệu chỉnh chung này này. Có mục Enable CADD Control, được chưa? Tức là kích hoạt cái giao diện CADD. Bây giờ các bạn tắt mục này đi. Ok. Rồi, bây giờ các lệnh các bạn dùng ấy, nó sẽ trở lại cái giao diện ban đầu giống như Mac 9, được chưa? Dùng khá là tiện, trực quan và thích. Mình dùng cái này. Còn đương nhiên nếu mà các bạn đã quen dùng những cái giao diện CADD rồi thì cứ dùng thôi.
về bản chất nó như nhau, chỉ có điều là cái cách thức sắp xếp nó hơi khác một chút. Rồi bây giờ mình nói kỹ về cái bảng này nhé. Bảng setting của Xtrude nó bao gồm hai phần chính, đó là Extrusion height là chiều cao được nâng. Đấy, các bạn có thể chọn một mặt đây. Các bạn có thể là tích giữ vào cái dấu mũi tên này, xong tích giữ kéo lên kéo xuống thì sẽ thay đổi được. Hoặc các bạn có thể tích một con số chính xác, ví dụ các bạn tích lên 100, enter. Đấy chưa? Thì nó nâng lên chiều cao đúng là 100. Được chưa? Và đương nhiên là khi mà này nâng lên thì hệ quả nó sẽ dẫn thêm cạnh vào những cái mặt xung quanh nhé. Chúng ta hãy làm quen một chút cái nguyên lý của nó. Rồi, tiếp theo bên này là Extrusion Type, kiểu làm việc. Kiểu làm việc ở đây thì các bạn sẽ tích 3 cái. Và ở đây các bạn thấy là nó chưa có gì thay đổi đúng không? Đương nhiên, các bạn đang chọn một mặt thì nó chưa có gì thay đổi cả. Nhưng bây giờ mình làm cái ví dụ như này, mình có mình sphere, mình convert sang poly. Mình chọn một số lượng mặt như này. Và ở những cái mặt này thì các bạn sẽ thấy là các mặt này bây giờ nó không cùng một phương pháp tuyến. Đúng rồi. Mà lệnh extrude thì lại là làm việc và nâng cái mặt lên theo phương pháp tuyến của mặt phẳng. Thế vậy thì bây giờ khi các bạn tích vào lệnh extrude, phần mềm nó sẽ hỏi là bây giờ bạn muốn nâng theo phương nào, bởi vì những cái phương pháp tuyến của những cái mặt này nó không giống nhau. Đúng rồi. Thì nó đưa ra bốn cái lựa chọn cho các bạn. Bốn lựa chọn này đấy, thì mình có vẽ ra một cái hình như này các bạn có thấy. Nếu mà các bạn chọn chế độ là group, đúng rồi, nó sẽ coi tất cả những mặt mà các bạn đang chọn liền nhau là một mặt phẳng và nó nâng theo một phương pháp tuyến chung, và phương pháp tuyến chung này sẽ được cộng theo phương pháp cộng vector, giống như là vật lý toán lớp 10 lớp 11 thì nó thôi. Local normal đấy, nó sẽ coi những cái mặt liền nhau là một mặt nhưng mà lại được nâng theo những cái phương pháp tuyến riêng, thì những cái mặt sau nó sẽ như này. Được rồi. Tiếp theo là bipolygon, là các mặt con được làm việc độc lập, tức là mỗi một mặt con nó tạo ra một mặt phẳng mới và nó extrude riêng, không liên quan đến nhau cả. Được chưa? Đây các bạn nhìn thấy group này. Đấy. Local normal này. Đấy. Bipolygon này. Ok chưa? Nó sẽ khác nhau. Ví dụ các bạn vẽ cái đầu cột chẳng hạn nhé. Mình đưa những sắc mặt này về. Chọn mặt này. Mình chọn cái mặt này. Bây giờ mình extrude lên. Nếu mà mọi người để chế độ group này, nó sẽ nâng theo phương pháp tuyến chung. Cái này thì hơi khó hiểu. Mà chẳng biết là ứng dụng bằng gì. Local normal chúng ta sẽ được như này. Và bipolygon chúng ta sẽ được như này. Đúng không? Local normal này. Cao thôi. Được chưa? Đấy. Thì nó sẽ được cái như kết quả như này. Nếu các bạn làm nhiều thì sẽ quen và sẽ nhớ thôi. Các bạn hiểu chưa? Các bạn nên có thể dừng lại và làm việc một chút. Ở đây thì mình có nói qua về cái giao diện CAD một tí nhé. Đấy, để cho ai mà quen dùng cái này có thể hiểu. Nếu như các bạn muốn dùng giao diện CAD thì mình lại vào đây mình kích hoạt cái giao diện CAD control lên. Đúng không? Rồi. Bây giờ này, mình lại dùng cái đối tượng này. Mình chọn mặt này. Chọn cái mặt này. Làm việc cách chút này. Bây giờ giao diện nó kiểu này. Các bạn sẽ nhìn thấy đây vẫn là extrusion height, tức là chiều cao của nâng, và đây vẫn là extrusion type, kiểu làm việc thôi. Các bạn tích vào cái mũi tên này. Được rồi. Thì nó lại sổ ra ba chế độ group, local normal và bipolygon, không khác gì thằng kia cả. Thế nhưng mà tự dưng lại phải thêm một động tác tích vào để chọn như này thì nó hơi bị rườm rà, đúng không nhỉ? Nó như thế kia thì tốt hơn. Ở đây vẫn là ok này, đây vẫn là apply này, đây là cancel, cancel lại. Rồi, ở đây thì các bạn lưu ý thêm, trong cái lệnh extrude thì nó có cái mục apply này, và ok, như mình nói, apply tức là đồng ý về kết quả hiện tại và thực hiện tiếp, còn ok là đồng ý về kết thúc lệnh. Được nhỉ? Bây giờ mình có thể tích apply này. Đấy. Thì nó đồng ý với kết quả vừa xong, nó tạo ra một mặt mới đây. Được nhỉ? Rồi nó lại áp dụng thông số này cho cái mặt này. Ví dụ mình sẽ giảm xuống. Đấy. Mình apply này. Khi bây giờ mình apply thì nó lại đồng ý với cả cái kết quả này. Được nhỉ? Và nó lại extrude lên thêm. Apply. Và mình điều chỉnh thêm. Bây giờ mình không muốn thêm nữa thì mình cancel, dừng lệnh thì nó sẽ không có cái mặt này nữa mà nó chỉ dừng lại ở kết quả này thôi. Đấy là lệnh extrude.
Cái cách chuyển giữa giao diện CAD và giao diện thường thì ở đây mình đã nói rồi. Sau lệnh tiếp theo, bên cạnh lệnh chút đó là lệnh outline. Lệnh outline này là lệnh thu phóng bề mặt. Nó gần giống như là scale mặt thôi. Lệnh này về cơ bản thì ít dùng. Ví dụ, các bạn chọn mặt này nhá, các bạn tích outline này. Các bạn có thể tích trực tiếp vào đây và phóng to thu nhỏ, phóng to thu nhỏ. Được chưa? Nó na ná lệnh scale được nhỉ? Mặc dù là hơi hơi khác một tí. Nếu như mà các bạn muốn nó thu nhỏ bao nhiêu thì các bạn lại tích vào cái ô setting này. Cái ô setting nó hiện ra các bạn này. Và đây nó có một thông số là outline amount, tức là cái mức độ thu phóng to ra. Đó, nhỏ vào tùy các bạn thôi. Đúng không? Nhưng cơ bản lệnh này ít dùng. Xong lệnh tiếp theo, lệnh bevel. Lệnh này thì dùng cực nhiều. Các bạn sẽ thấy này, trong này mình đã giải thích rồi. Ở cái trang trước ấy, mình ghi bevel này, nó là bằng extrude cộng với gì ạ? Cộng outline, tức là sao? Vừa cho phép nâng chiều cao cho bề mặt và vừa cho phép thu phóng bề mặt này. Mình làm thử cái đối tượng này nhé. Và lệnh bevel thì đa phần là chúng ta sẽ tích vào offsetting của nó, được chưa? Không tích trực tiếp vào lệnh bevel vì cách làm việc nó tương đối phức tạp. Rồi, các bạn để ý này. Bên này vẫn là bevel type, là kiểu làm việc nó là ná cái lệnh extrude vừa xong thôi, mình không giải thích lại nữa. Bên này nó có hai thông số, hai là chiều cao ống nâng và outline amount, tức là mức độ thu phóng. Mình có thể kết hợp, đúng không? Hai, các bạn thấy nó giống lệnh extrude chưa? Và outline là mức độ thu phóng. Rồi. Tương tự lệnh outline thôi. Thì bây giờ ví dụ như là mình có thể là nâng chiều cao một chút này. Thu nhỏ xuống một chút này. Upline này. Đấy, xong rồi cho cao lên, bây giờ lại cho to ra này. Upline này. Đấy, mình có thể là upline nhiều lần. Thu nhỏ lại. Upline. Được chưa? Cho cao lên. Ok, ví dụ này. Được. Bây giờ ví dụ như là mình làm cái ống khói cái gì đó nhé. Đấy, ví dụ mình có thể chọn mặt này. Có thể tích chuột phải nhá. Chọn setting bevel đây. Bây giờ mình muốn cho nó không cho nó cao lên, được chưa? Mà cho nó to ra thôi, nó sẽ được kết quả như này. Ok chưa? Upline này. Rồi, bây giờ mình không cho nó phóng to nữa và mình cho nó nâng chiều cao lên. Ok, đấy, các bạn có nhìn này. Upline này. Bây giờ mình lại không cho nó cao lên nữa mà mình cho nó nhỏ vào thì nó sẽ nhỏ vào trong như thế này. Upline này. Rồi không, bây giờ không muốn cho nó nhỏ vào nữa, đưa outline về không, kéo cái hai này âm xuống. Đấy. Ví dụ đấy thì mình sẽ được ví dụ một cái ống khói. Mọi người hiểu chưa? Thì lệnh bevel này một lệnh rất quan trọng, các bạn nên dừng lại và thử thực hành một chút xem. Sau lệnh bevel đó là lệnh inset. Dạ, lệnh inset ngay bên cạnh lệnh bevel thôi. Lệnh này là lệnh tạo ra một mặt phẳng mới nhỏ hơn và nằm bên trong mặt phẳng cũ. Đây, ví dụ mình chọn mặt này đúng không nhỉ? Mình tích vào inset này. Đấy. Hoặc là tích chuột phải, chọn inset ở đây được. Nó sẽ tạo ra một mặt phẳng mới này, nhỏ hơn và nằm bên trong mặt phẳng cũ. Lệnh này nó khác với outline nhé, đừng nhầm nhé. Outline chỉ là thu phóng một cái mặt phẳng cũ thôi, nó không hề tạo ra một mặt mới nào cả. Nhưng lệnh inset là lệnh tạo ra một mặt phẳng mới nhỏ hơn và nằm bên trong cái mặt phẳng cũ đấy. Ok, địa hình vậy nha. Thì đấy là inset. Và ở đây thì mình cũng có cái ô setting nếu mà các bạn muốn làm việc nó chính xác. Các bạn sẽ thấy là nó có cái ô setting này đúng không? Các bạn lại tích vào setting. Ở đây thì nhìn các bạn cũng có thể hiểu được rồi, đúng không? Inset amount tức là cái mức độ thu nhỏ. Còn inset type là kiểu làm việc. Nếu bây giờ mình chọn tất cả các mặt nhé. Đấy, mình chọn cái chế độ group thì nó lại coi tất cả những cái mặt này là một mặt đấy nhỉ, và nó tạo ra một mặt phẳng mới nhỏ nằm bên trong. Nhưng nếu các bạn chọn by polygon thì mỗi một cái mặt phẳng nhỏ nó sẽ coi một mặt phẳng riêng biệt và tạo ra một mặt phẳng nhỏ hơn nằm bên trong như thế này. Ok chưa? Tuy nhiên cách làm việc khác nhau và đưa đến kết quả khác nhau nhé. Ok, có thể ấn delete xóa đi chẳng hạn. Đấy, thì nó được cái gì đó thì tùy vào nhu cầu thôi, được chưa? Nhìn cái vẻ giống nắp cống. Rồi, đấy là lệnh inset, đây cũng là lệnh rất quan trọng. Tiếp theo, flip, đảo mặt. Các bạn nhìn thấy cái lệnh flip đây. Đấy, ngay phía dưới lệnh inset lệnh flip. Trước khi nói về flip thì mình có nói qua cái khái niệm của 3D cơ bản một chút nhé. Bình thường này, khi chúng ta tạo ra một khối bóc, segment của tất cả những cái đối tượng cơ bản nó đều bằng gì đấy? 1.
Rồi. Thế vậy thì theo các bạn thì ở đây nó trong 3 mắt đang tồn tại bao nhiêu mặt phẳng? Nhiều bạn sẽ trả lời là 6, đúng không ạ? Bởi vì cái hình khối hộp chữ nhật nó có 6 mặt. Bây giờ các bạn ấn phím số 7. Ấn phím số 7 nó sẽ hiện ra ở đây là poly, là số lượng mặt đang có trong bài này. Các bạn muốn kiểm tra poly các bạn tích ấn số 7 nhé. Poly đang là 12. Thì nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao nó lại là 12. Bởi vì đây mình nói luôn là trong 3 mắt này. Đấy. Một cái mặt này của nó sẽ chia ra làm hai, một là mặt trái và hai là mặt phải. Nó giống như một tờ giấy có hai trang ấy. Thì như vậy thì các bạn sẽ thấy là bạn sẽ hiểu tại sao là nó có 12 mặt. Ở trong những cái phiên bản Mac 12 trở đi thì nó sẽ làm cho mặt trái mặt phải nhìn có vẻ như nhau. Nhưng bản thân mình thì không thích cái này lắm bởi vì mình sẽ khó nhận biết đâu mặt trái đâu mặt phải. Và đây mình thử khởi động cái Mac 209 lên cho các bạn nhìn nhé. Thì với 209 các bạn nhận biết được cái Mac hay là cái mặt trái và mặt phải nó dễ hơn. Và đương nhiên là tính chất nó sẽ khác nhau hoàn toàn nhé. Đây, với cả Mac 9 này. Đây là một khối này. Convert xong poly này. Bây giờ mình chọn mặt đằng xóa đi. Đấy, các bạn thấy này. Với Mac 9 thì mặt phải nó có màu, còn mặt trái nó đen. Đấy chưa? Và ở trong 3D Max nó cũng sẽ làm việc kiểu như vậy. Tức là mặt phải của đối tượng ấy thì nó sẽ chứa thông tin về vật liệu, về màu sắc, vân vân. Còn mặt trái thì hoàn toàn không chứa thông tin gì cả, và render ra thì nó sẽ bị đen. Nên mình render thử nhé. Các bạn thấy đấy, mặt trái nó đen hoàn toàn, chỉ có mặt phải nó lộ ra thôi. Thế về sau trong trường hợp mình dựng nội thất chẳng hạn, đúng rồi, dựng nội thất thì mình đang cần nhìn thấy mặt trong đúng không? Thì mình có thể là Ctrl A chọn tất cả các mặt này, xong tích vào gì ạ? Clip. Hoặc các bạn tích chuột phải nó cũng có các clip normal đấy. Các bạn đảo vào trong. Thế bây giờ mặt phải nó đảo vào trong, thì bây giờ mặt phải là cái mặt chứa vật liệu màu sắc nó sẽ được nhìn thấy, còn mặt trái bên ngoài cái đen xì không nhìn thấy cái gì cả. Được chưa? Ví dụ các bạn dựng nội thất như thế này, như set này, scale vào tí này. Ok, chọn cái cạnh này, giữ shift kéo ra vân vân đấy, thì các bạn thấy là nhìn nó có vẻ giống một cái khung cảnh có nội thất rồi. Các bạn hiểu không ạ? Thì đấy là với Mac 9 thì nó hiển thị như vậy. Nhưng với Mac 12 trở đi thì nó lại hiển thị hai mặt như nhau. Thế bây giờ để mà các bạn có thể dễ nhận biết đâu là mặt trái mặt phải nhé, thì các bạn có thể điều chỉnh nó đi một chút. Ví dụ mình đang dùng Mac 15 nhé. Đấy, thì các bạn ấn Alt B vào cái để nó hiển thị ra cái mục Viewport Configuration này, vào mục Visual Style and Appearance, thì các bạn chỉnh được chưa? Thế với Mac 12 ấn không này nó không ra, thì các bạn có thể là vào View, được chưa? Đấy. Chọn cái bảng Viewport Configuration, được chưa? Thì nó cũng sẽ hiện ra cái bảng như vừa xong thôi. Vào cái tab Visual Style này, các bạn tích sang Default Line này, và tích vào một line, tức là một hướng sáng thôi. Ok. Thì bây giờ thì nó sẽ tạo ra một cái mặt trái đen, mặt phải thì nó sáng như này, và chúng ta dễ dàng nhận biết đâu là mặt trái đâu mặt phải hơn, được chưa? Và đơn thuần đấy là flip. Tiếp theo này, bridge là nối mặt. Đấy, ở đây cách làm việc đó là chọn hai mặt cần nối thuộc một đối tượng, tích vào bridge. Đấy này, ở đây ví dụ này, mình có clip này. Đấy, chọn mặt này, chọn hai mặt, chọn hai cái mặt này, được chưa? Tức là bridge. Thế vậy thì vừa nãy mình đã học có hai cái loại mặt, đó là mặt trái và mặt phải. Thì ở đây thì nó sẽ sinh ra ba trường hợp nối, tức là mặt phải này nối mặt phải, mặt trái nối mặt trái và mặt trái nối mặt phải. Và tất nhiên chúng ta chỉ xét hai cái trường hợp là mặt phải nối mặt phải và mặt trái nối mặt trái thôi, bởi vì mặt trái nối mặt phải nó sẽ gây ra lỗi. Thì mình sẽ làm ví dụ với trường hợp mặt phải nối mặt phải, các bạn sẽ thấy nó tạo thêm mặt đây. Tích quýt nó tạo thêm mặt đây kìa, nó gần như là bắt một cái cầu nối sang nha. Rồi tại sao đây gọi là trường hợp mặt phải nối mặt phải? Tại vì mình đang cho hai cái mặt phải quay vào nhau, được chưa? Hai cái mặt phải đang quay vào nhau thì nó gọi là mặt phải nối mặt phải. Bây giờ mình nối mặt trái nối mặt trái, ví dụ như là mặt này mình nối cái mặt đằng sau đây, nối mặt sau đấy, được chưa? Hai cái mặt này là hai cái mặt trái, bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, hai cái mặt trái nó đang quay vào nhau đây. Đấy, hai mặt trái đang quay vào nhau. Thì mình sẽ
coi đây là trường hợp mặt trái đối mặt trái. Mặt trái nếu mặt trái thực ra là nó cũng tạo thêm mặt thôi, nhưng mà tại vì là nó ăn vào trong đối tượng, cho nên là nó ăn thêm, tạo thêm mặt và nó tạo ra một cái lỗ thủng như được nghe, nó đục khối mặt trái đối mặt trái. Được. Được. Nếu mà sau cái buổi học ngày hôm nay mà nhận được dự án ấy, con low code ở đấy này cũng hay được. Đấy là bridge nối mặt, còn mặt trái nối mặt phải nó sẽ bị lỗi. Đây, mặt trái nối mặt phải này, ví dụ nhé, cái trường hợp này thì các bạn chưa cần thử luôn đâu nhé, bởi vì thử luôn thì nó cũng chưa ra được, các bạn phải học thêm vài lệnh nữa. Mình chỉ làm để cho mọi người hiểu thôi là tại sao nó lỗi. Đấy, các bạn nhìn thấy nhé, đây có phải mặt trái không? Yeah, mặt trái, đây mặt phải. Thế mà mình muốn cho, mình cho mặt phải với mặt trái nó quay vào nhau thì đây người ta gọi trường hợp mặt trái với mặt phải tích bridge, nó lỗi, nó luôn luôn xoắn này, được chưa? Thế nên trường hợp này chúng ta không xét và bỏ qua. Một lệnh nữa, cái hai hai format, tức là cho một cái mặt xoay một, quay một cạnh, được chưa? Đây trong này mình đã giải thích rồi, tờ số 20, đây, trang số 20, xoay mặt quay một cạnh, được chưa? Đây, các bạn nhìn này, cái lệnh này như này rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ thử cho nó một mặt này quay quanh cạnh nhá. Với cái lệnh này thì thường mình sẽ tích vào ô setting của nó, được chưa, hai format. Trong này chúng ta sẽ có ba thông số chính, angle là góc xoay này, segment là số lượng cạnh được thêm này, và colon 2 tức là cái trục xoay. Điều đầu tiên các bạn bật cái lệnh này lên, các bạn phải tích vào mục pick 2 ở colon 2 để chọn một cạnh nào đó để cho cái mặt này nó xoay quanh, bởi vì bây giờ nó chưa biết là xoay quanh cạnh nào, đúng không, nó chưa biết là chọn cạnh nào làm trục xoay. Bây giờ các bạn tích vào pick 2 này, các bạn tích vào cạnh này thì nó sẽ xoay mặt quanh cái cạnh này. Và nếu bây giờ mình tích vào cạnh này thì nó đương nhiên nó lại xoay mặt quanh cạnh này luôn. Đó. Ok chưa, angle này là góc xoay, được chưa, tích lại cạnh này, angle góc xoay này. Segment là số lượng cạnh thêm, ví dụ như mình xoay 90 độ này, và mọi người sẽ thấy là khi mà mình tăng số lượng cạnh được thêm mà tự động nó sẽ gì, bó tròn, ok chưa. Yeah, đấy là lệnh hai format. Một lệnh cuối cùng, lệnh này thì cơ bản ít dùng. Đây, cái lệnh extrude along spline, được chưa, lệnh này thì ít dùng lắm cho nên là mình làm thử thôi, các bạn có thể thử cũng được và không thì cũng được. Tức là nó sẽ cho một cái mặt, đấy, sẽ chạy theo một cái đường dẫn 2D. Ví dụ mình sẽ một đường dẫn 2D đây nhé. Dạ. Kéo ra đây cho các bạn dễ nhìn. Bây giờ mình chọn một cái mặt. Dạ. Xong mình tích chọn vào cái extrude along spline, nhìn tiếp ở đây không? Nó hiện ra các bạn như này. Đầu tiên các bạn có thể tích vào pick spline để chọn cái đối tượng 2D mà muốn cái mặt này chạy theo. Nó chạy theo như này. Được chưa? Align to face normal, tức là căn chỉnh cho cái đường này nó vuông góc với cái mặt. Được chưa? Segment là số lượng phân đoạn, các bạn tăng lên. Được chưa? Taper bound là cái độ thu nhỏ phóng to của cái bề mặt này. Taper curve là độ phình, nha, phình, thuyết là xoắn, nha, rotation là xoay, nhìn rất là kinh. Cái lệnh này thì nhìn có vẻ hay nhưng mà mình ít dùng, bởi vì là trong cái trường hợp mà cái cạnh này này nó đơn giản thì không sao, nhưng mà cạnh này mà nó phức tạp, nó loằn ngoằn thì nó sẽ gây rất là dễ gây lỗi cho cái đối tượng này, cho nên cái lệnh này gần như là mình không dùng. Được. Như vậy là các bạn đã nghiên cứu xong cái bảng thứ ba, bảng Edit Polygon, bảng chỉnh sửa mặt. Đấy. Thế và để chúng ta có thể thực hành một chút với bảng Polygon thì chúng ta thử làm cái bài tập nhỏ nhé. Ví dụ mình dựng một cái màn hình máy vi tính đơn giản. Đấy. Các bạn sẽ nhìn thấy nhé. Đầu tiên mình dựng ra. Kinh nghiệm nhé, là đưa tất cả những cái segment này về một, được chưa?
hình khối ban đầu càng đơn giản thì mình càng dễ hiệu chỉnh thôi. Convert sang poly. Chọn một cái mặt đây. Ví dụ như mình thích thì phải chọn inset này, tạo ra một cái phần nhỏ hơn nằm bên trong. Được chưa? Đấy, nó hơi dài về chiều dài mình có thể scale cho nó nhỏ lại, đúng không nhỉ? Mình có thể ếch chút nó lên, ếch chút đến đây và thấy nó hơi thấp thì dùng lệnh di chuyển kéo lên cũng được, không vấn đề gì. Tiếp theo bây giờ mình có thể là chọn lệnh hai format, xoay cái mặt quay một cạnh hai format. Mình tích hợp pick 2 để chọn cạnh này xoay này, cho xoay 90 độ đi. Đấy. Muốn cái cạnh này nó cong cong tí thì cho tăng sắc mình lên nó sẽ cong. Ok chưa? Đấy, chúng ta có cái mặt này. Bây giờ dùng lệnh bevel nhé, bevel. Mình cho cao lên một chút thôi. Đấy, cao một chút. Bây giờ mình cho to ra. Đấy, to. Đấy chưa? Nếu các bạn muốn làm cái màn vuông thì dừng lại đây được rồi. Đấy. Còn nếu như mà các bạn muốn làm một cái màn hình chữ nhật thì có thể là tạm dừng ở đây và scale cái mặt dài để được cái màn hình chữ nhật, đúng không? Sao lại dùng bevel tiếp? Bevel tiếp. Ở đây tự dưng nó bị phóng to này bởi vì là có những thông số cũ nó vẫn đang còn thôi. Bây giờ mình cho outline về không, tức là không cho nó phóng to nữa mà chỉ cho nó cao lên một chút thôi. Cao một chút, được chưa? Một chút thôi nha, bởi vì những cái màn hiện tại bây giờ nó mỏng, nhỏ xuống. Ok, xong outline này. Bây giờ lại không cho nó cao lên nữa mà mình đang cần nó gì? Thu nhỏ vào. Đấy. Mình cho viền này nhỏ thôi. Nếu mà các bạn đang dùng màn Dell UltraSharp U2414 hoặc là U2415 thì cái viền này nó nhỏ này. Apply này. Bây giờ lại không cho nó nhỏ lại quá nhiều nữa. Và mình bây giờ cho nó âm vào lại. Đấy. Các bạn sẽ thấy nó mà cái mặt này nó thụt vào, đúng không nhỉ? Muốn nó nhỏ vào một chút thì kéo cái apply mau nhỏ lại, được yeah. Cho nó nhỏ vào. Ok. Thế như vậy là mình đã làm được một cái màn hình máy tính đơn giản, ở mức gọi là đơn giản nhất rồi, đúng không nào? Thì các bạn thấy là với chế độ mặt thôi đã làm được tương đối nhiều thứ. Và đây phương châm của mình ấy, là mình sẽ cho mọi người tận dụng tối đa sức mạnh của lệnh trước đã. Mình biết nhiều lệnh mình làm được nhiều thì đấy là chuyện bình thường, đúng chưa? Nhưng mà mình biết ít lệnh mà mình làm được nhiều chứng tỏ là mình đã khai thác được tốt cái tài nguyên mà phần mềm nó cung cấp cho mình rồi. Về sau mình gặp những cái trường hợp mới rộng hơn và khó hơn thì mình cũng sẽ tự xoay sở được. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã nghiên cứu xong cấp độ polygon, cấp độ mặt.